Chốn tụ tập đông người thường là nơi sản sinh ra những lời đồn thổi vô căn cứ, những thuyết âm mưu hoang đường. Lúc rảnh rỗi, chúng ta thường túm năm tụm ba, ngồi lại tán gẫu với nhau. Ta chỉ trích người này, chê bai người kia, cảm thấy thích thú khi tự cho mình cái quyền được phán xét một cá nhân nào đó. Từ những điều đó, shop quà tặng thủy tinh phong thủy sẽ gửi đến các bạn thân thương của shop về chủ đề hôm nay: nhìn khẩu khí đoán định tương lai. Trước khi các bạn nghĩ đến việc bỏ tiền ra để mua các vật phẩm phong thủy nhằm gia tăng công năng phong thủy, hút tài lộc may mắn, thì các bạn nên nhớ rằng khẩu khí của bản thân mình là thước đo vận mệnh và cũng là phong thủy tốt nhất. Cải thiện bản thân trước rồi hãy mua vật phẩm phong thủy. Mặc dù shop kinh doanh các mặt hàng phong thủy nhưng không tùy tiện gieo duyên tràn lan, mà shop muốn các bạn hãy cố gắng thay đổi bản thân, rồi sẽ củng cố thêm phong thủy để đạt được như ý bổn nguyện. Hãy cùng theo dõi 3 bước để thay đổi khẩu khí của chính mình nhé. 1. Biết nhưng không bình phẩm. Không bao giờ được kể cho người khác nghe những câu chuyện thầm kín mà bạn bè tin tưởng gửi gắm cho bạn. Bạn nói ra rồi thì tình bạn của hai người sẽ tiêu tan, bởi những lời thuật lại mang đầy tính chủ quan của bạn, khi đến tai đối phương sẽ mang theo sát khí làm tổn thương người ta. Do đó, bạn nhất định phải học được cách tiết chế bản thân. Bạn nghĩ rằng bản thân là một người hiểu chuyện, nên bạn cho mình cái quyền được phán xét. Bạn đã không hề biết lời nói của bạn khi ấy không khác gì một nhát dao xuyên thẳng vào con tim họ. Trong mắt họ, bạn giống như một kẻ phản bội. Có lúc, bạn nghĩ mình đã quá hiểu người ấy mà không hay thứ bạn biết chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Các diễn biến trong cuộc hành trình ấy góp phần nhào nặn lên tính cách của mỗi người. Việc lấy yêu ghét cá nhân ra làm tiêu chuẩn bình phẩm người khác cho thấy bạn là người hẹp hòi. Cuộc sống này thuộc về cảm nhận của mỗi cá nhân chứ không thuộc về sự đánh giá của người khác. Nếu như bạn cảm thấy bản thân đã đủ hiểu về cuộc sống của người ta mà không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn chủ quan của mình, chắc chắn bạn sẽ tự khắc bớt đi những lời phán xét hay chỉ trích. Thế giới này quá thừa những người giỏi nói, nhưng lại quá thiếu những người giỏi lắng nghe. Việc bạn không còn tùy tiện phán xét người khác thể hiện bạn là một con người có giáo dục. Nếu như bạn đã không sống cuộc đời của người ta, bạn cũng không có tư cách để chê bai hay phán xét họ. Người cao quý là người biết dùng trái tim rộng lượng để đối đãi với người khác. Họ thích thấu hiểu và cảm thông hơn là đưa ra những ý kiến chủ quan, phiến diện về một người nào đó. 2. Biết nhưng không rêu rao. Đừng bao giờ dựa vào việc trao đổi bí mật của một người để giành được tình cảm của người khác. Một vài người có thói quen bắt đầu câu chuyện bằng câu "Tôi nói chuyện này cho bạn biết, bạn đừng nói cho ai nghe nhé." Đây được coi là hành động của một người vô duyên và không đáng tin. Người lịch sự và đáng tin sẽ tuyệt đối không bao qua bí mật chuyện của người khác với thiên hạ. 3. Phong thủy bắt đầu từ miệng của bạn. Chúng ta luôn nghĩ phong thủy quyết định may mắn và vận mệnh của một người. Nhiều người đã bỏ ra rất nhiều tiền để bản thân có được phong thủy tốt. Thực ra chúng ta chẳng cần phải đi tìm phong thủy ở đâu xa. Phong thủy của mỗi người bắt đầu từ chính miệng của mình. Vận mệnh của bạn bắt đầu từ chính miệng của bạn. Bạn muốn thay đổi số phận thì hãy bắt đầu từ việc thay đổi lối giao tiếp của bản thân. Đa phần chúng ta bị mắc tội khẩu nghiệp. Nghiệp ác là khi ta nói lời làm tổn thương chúng sinh hay kể những câu chuyện đi ngược với sự thật. Nghiệp thiện là khi ta biết nói lời hay mà không sáo rỗng, kể những câu chuyện ấm áp sưởi ấm trái tim con người. Bước chân đi nhầm có thể đi lại, nhưng lời đã nói ra không bao giờ có thể rút lại được. Trước khi nói hãy uốn lưỡi 7 lần. Chỉ cần bạn làm được như vậy, tức khắc bạn sẽ có phong thủy tốt cho cuộc đời của mình. Con người mất vài năm để học nói nhưng mất cả đời để im lặng. Lỗ Tấn từng viết, khi im lặng, tôi cảm thấy lòng mình thật phong phú, nhưng khi nói, tôi lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nói vốn rất dễ nhưng nói thế nào cho phải, cho hay thì lại là một câu hỏi hóc búa. Im lặng sẽ mang một khoảng lặng quý báu để chúng ta bình tâm phân tích vấn đề. Khi đã thấu hiểu câu chuyện rồi, bạn mới có thể cảm thông và bao dung cho người ta. Nếu ai cũng bớt nói đi một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, thế giới này sẽ bớt đi những nỗi buồn và thêm vào đó những niềm vui. Tiếp tục chủ đề thì shop xin phép chia sẻ 16 kiểu cách nói chuyện đã đoán được tính cách vận mệnh. 1. Người nói liếng thoáng có tính cách phù phiếm, thiếu suy nghĩ và bột chột.
họ chỉ chú ý nói cho xong vấn đề. Do đó lời nói thường tối nghĩa hoặc vô nghĩa, dễ làm người nghe khó chịu. Ngược lại, người nói liền mạch, tự nhiên đa phần tư duy nhạy bén, có trí tuệ, lời lẽ trôi chảy và hùng hồn. 2. Nói có khí nhưng giọng yếu ớt, thều thào biểu thị vận mệnh không tốt, sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật. 3. Nói với vẻ cáu kỉnh, ngang ngược, âm lượng lớn giống như đang cãi nhau, đa phần là người không biết cách giao tiếp. Tuy cách nói chuyện có phần bốc chát nhưng lòng dạ họ lại lương thiện, nên thay đổi cách nói cho ôn hòa, mềm mại. 4. Khi nói, mắt không dám nhìn đối phương, là người lòng dạ bất chính hoặc đang muốn che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, điều này khác với thói quen của người hay đưa mắt nhìn đi nơi khác khi nói chuyện. 5. Rung đùi khi nói là cử chỉ của người không đáng tin, hay khoe khoang, nói khoác. 6. Khi nói hay dung tay dung chân là người quá tự tin, ý thức bản thân mạnh mẽ. Họ tìm mọi cách để thể hiện sự phong phú của lời nói, muốn nhắc nhở người nghe chú ý. 7. Lòng bàn tay hướng ra ngoài khi nói biểu hiện trong lòng chủ nhân đang có tâm sự, họ đang có việc khác cần giải quyết và muốn chấm dứt cuộc đối thoại. 8. Giọng nói oang oang biểu thị tính cách chính trực, vui vẻ, thú vị. 9. Thì thầm khi nói mang ngụ ý nhắc nhở đối phương cần giữ bí mật về cuộc nói chuyện, cũng có thể hiểu là chủ nhân đang nói xấu người khác hoặc kích thích trí tò mò của người nghe. 10. Bị người khác công kích lời nói của mình nhưng không phản bác lại ngay thường là cung cách của bậc đại trí. Họ bình tĩnh nghe hết lời nói của đối phương, rồi tìm ra chỗ bất hợp lý để phản bác hay thuyết phục. 11. Nói năng mạch lạc là người suy nghĩ chu đáo, có tính kiên nhẫn và trách nhiệm cao. 12. Người thích nói chen ngang người khác biểu thị thái độ hấp tấp, chủ quan, thiếu tôn trọng người nói. 13. Kẻ đối với cấp trên thì nịnh nọt, sợ sệt, đối với cấp dưới thì hò hét, ngạo mạn. Danh giáo thường không được lòng mọi người, khó có thể gặt hái được thành công trọn vẹn. 14. Người dương cầm khi nói biểu thị thái độ tự cao tự đại, coi thường mọi người, thiếu tinh thần dương lên. 15. Người thu cầm, sướng mắt khi nói tỏ ý coi thường chứng cứ đối phương đưa ra, thể hiện thái độ ngạo mạn, vô lễ, gian manh, thâm hiểm. 16. Khi nói hay nhắc đến kinh nghiệm thất bại là người có tấm lòng rộng mở nhưng hơi tự ti về bản thân. Họ muốn giúp người nghe có ý thức đúng đắn, cảnh giác, tránh đi vào vết xe đổ của mình. Đến đây có bạn nào đã thấy mình có phong cách nói chuyện như Shop đã nói trên không? Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy luôn ủng hộ kênh nhé.